Rồi mình có một clip trên TikTok mà nó làm cái thiên vi nó phóng đại vô thì thịt cùng không có bị vi sinh, không bị vi khuẩn. Lúc trong sụn nó xương nó có nha. Nên là cẩn thận nha. Ăn hết thì thôi cho chó ăn đi, đừng có ngậm vô xương trong nha. À, bây giờ mình sẽ qua quán tiếp theo bạn nha. Đây món đùi gà đi. Bữa giờ dịch hoài nhãn không giờ thử đùi gà cay các bạn nha. Thử coi nha. Này hãng khác hết nè, hãng khác. Cái màu cũng khác nữa. Này tên gì không có tiếng, không có tên tiếng Anh luôn. Roast. Roast nướng à. Đùi gà cay nướng hả? Thôi, giờ vấn đề chính còn nha. Rồi mở khui ra thôi. Ở đâu rồi? Đây nè các bạn, nhà xíu nè. Khui thử nha. Thơm các bạn nha. Cái vị này quen quá. Tại vì cái món vịt đôi trước mình thấy cái vị này. Đây đó, nhớ các bạn xem nè. Đó, thấy không? Thôi nhưng mà trước mình nói nó luộc xong nó sên. Kiểu như nó nấu giống kiểu như là khột vịt rồi. Cho rút lại xong rồi đóng gói thì cái nước gia vị thấm vô trong luôn. Ăn sẽ ngon ngọt mà nha, giống kiểu thịt kho hụt vịt nữa này nè, gà kho hụt vịt. Thử nha nha, màu là đẹp dữ à. Ngon, thịt gà thì nó không còn cái vị nữa mà tại gia vị không à, nó đã luộc nên nó đã hấp hết chất gà rồi, còn cái gia vị thấm vô thôi. Đây dưa cay các bạn nha. Nè các bạn xem nữa không, dưa cay thơm. Đó thơm hay da cay thơm được bạn nha. Nó không ngon ngọt bằng mấy cái chất mấy cái món nãy mà nó có vị cay nhiều hơn các bạn. Ăn rồi dai dai thật sự. Đây gà luộc nhưng mà nó đã rút rồi, rút đứt hết nên gà dai dai. Ăn thì tiết là chất cay cay, cay là chính. Con ngọt thì nó không có nhiều lắm. Cay thơm nhưng mà thơm vị thơm gia vị. Đây miếng da các bạn. Da ăn mềm cũng ngon nha. Được á. Cái này được các bạn nha. Cái bụng ăn này thêm miếng cơm, miếng mì cũng được. Dai dai nhậu càng tốt nữa. Mọi người cái đùi này nhậu tới sáng. Ngậm tí xíu thôi. Dai rồi, lấy cho nguyên cây luôn. Đây. Ngon mà nha. Ý da. Đây. Bỏ vô đây đó, ăn cầm giống này nè, giống kiểu ăn mì đó, sẽ hay hơn rút ra các bạn. Dễ rớt. Đó ngon nha, nên thử là cho biết mà nha. Để cay ăn dễ kiền lắm, món nặng có bị tiêu tứ xuyên nè, đặt chân nó luôn á, mà thơm thiệt, ăn hết mấy cái vị kia rồi, hoa tiêu ngon nha. Nên thử bạn nha. Đó, nhưng mà thịt ít quá. Gà nó không có da nhiều như thịt đâu. Gà nó không da nhiều như vịt nữa. Mày ít thịt nhưng mà thịt nhiều chắc thịt mà nha. Cũng ngon á. Nên thử bạn nha. Cay rồi đó. Bắt đầu cay rồi các bạn. Bạn nào muốn ăn món này thì cứ vào Shopee mình ở dưới nha. Cay là ngon mà, nên thử một lần cho biết bạn nha. Đùi gà cay. Ngon vậy nha, mình ăn rồi mình được chừa rồi đó, chứ bạn đi tiếp á, ngon á. Thịt mềm thấy như vậy à, cái sụn á nó hầm nó ruột nhừ luôn mà, cái xương trong này hay là cứng nhưng mà cái sụn á, cái đầu sụn nó có đầu gà, cái gà ăn luôn hay dai đó. Ăn cay các bạn nha.
Đó, ngon nha. Cái này ngon rồi, nên thử nha. Ngon, nó cay rồi, thấy cay rồi đó. Cho đi ở nhà, cay quá. Bây giờ review cay nhiều quá, giờ hết chưa nổi rồi. Mưa nước nữa. Sorry, anh chơi mấy nước nữa mà. Cay quá. Đây, ăn tiếp đi. Đây, nhỏ thấy không? Ngon không? Nham mềm. Thật ngon, da da. Thấm vô vị. Trong gà hết chất rồi. Nó nấu gì lụa hết chất này, chỉ có được cái phần thịt da. Ăn hơi giống sáng xíu nhưng mà thấm gia vị thì ngon, ăn kiểu ai thích gia vị ăn thì đúng nghĩa. Hết xíu hết mèo quá, hết bách. Tôi đừng nói mua clip trên TikTok mà nó làm cái thiên viên nó phóng đại vô thì thịt cùng không có bị vi sinh, không bị vi khuẩn, lúa trong sụn nó xương nó có nha, là cẩn thận nha. Ăn hết thì thôi, cho chó ăn đi, đừng có gặm vô xương trong nha.